Em chào cả nhà mình ạ, à. Chào mừng cả nhà đã đến với bài livestream của shop em chiều tối ngày hôm nay. Vô livestream liền cả nhà, ngày hôm nay em có rất là nhiều những cái mẫu sale rẻ cho mấy chị em mình ha. Rồi từ 99.000 đồng, trăm mấy cho tới 200 mấy, 300 mấy đều có hết cho cả nhà mình luôn. Mình thích mã váy nào cứ việc bình luận phía dưới cho em mã số với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Nhanh tay em tư vấn mà chờ hàng chờ sao nha mấy chị yêu ơi. Chị có nào chậm tay quá hết hàng uổng lắm ạ. Em lên trước cho cả nhà mình cái mẫu váy này giá 99.000 đồng nha. Rồi giá của em nó thì không có phụ thuộc vào đẹp hay xấu hay chất liệu vải đâu cả nhà ơi. Mà đồng nào mà còn ít á, đồng càng còn càng ít á thì em sẽ sale càng rẻ cho mấy chị mình luôn ha. Tranh thủ vô đây liền cả nhà. Rồi bây giờ em lên trước cho cả nhà mình cái mã váy này nha. Rồi bây giờ cái mã váy này nè. Mã số của em nó là 115, ngày hôm nay shop sale rẻ cho mấy chị mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 99.000 cho size 2XL. Rồi, một chiếc duy nhất và cuối cùng luôn, mã số 115. Mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã số 115 và số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cho mấy chị em mình luôn nha. Thích mã váy này bình luận ngay cho em phía dưới mã số 115 và số điện thoại cho em là được ạ. Chúc các bạn của em đó là làm von nha cả nhà ơi. Von caro nè, có phối kim tuyến cho cả nhà mình. 60 cho tới 65 kg men vừa, 58 kg cho tới 65 kg men vừa ha. Eo 78 cho tới eo 85 giùm em mặc đẹp luôn. Chân váy có zip ly xòe xòe, em sale rẻ cho cả nhà mình luôn, giá là 99.000 đồng. Vô đây liền cả nhà nha. Tối nay có rất là nhiều mẫu đang sale cho cả nhà mình luôn, tranh thủ đi ạ. À. Chị khách nào mới vô chấm bài liền giùm em nha, kiểm tra giúp em là hình ảnh âm thanh đã rõ ràng chưa. Mình chấm bài tương tác cho em để cái bình luận đặt đơn của mình không bị ẩn đi nha mấy chế. Nhiều chị khách đặt đơn nhanh lắm mà bị ẩn bình luận á, cho nên cả nhà mình cố gắng mình vô mình cho em xin một nút chấm tương tác bài livestream, sau đó mình hãy đặt đơn cả nhà ha. Đừng quên chia sẻ livestream nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ nè, rồi mẫu em đang mặc trên người mã 115 99.000 cho size 2XL, 115 99.000 nha cho size 2XL, 115 size 2XL một cái 99k. Rồi mình thích mã váy này mình luận cho em mã số 115 với số điện thoại cho em vào được. Đồng này thiết kế sợi cổ sơ mi cả nhà nha, tay dài nè, xòe cho cả nhà mình luôn. Đầm này nó sẽ dài tới cổ chân của em như vậy. Thích mặc dài để dài, không thích mặc dán dài lên like cho em ha. Nhưng mà cỡ tầm này là vừa mặc rồi mấy chiêu ạ. Rồi mã số của em nó là 115. Mình đặt đôi mình lận cho em mã nha, 115 và số điện thoại, 115 và số điện thoại giùm em. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Cả nhà ơi chấm bài tương tác chia sẻ livestream hộ em nhé. Tiếp tục em lên thêm cho mình cái mã này. Ui, rồi lên luôn cho mình cái lần này đi, sale luôn 99.000 đồng cho size 2XL, 99.000 đồng cho size 2XL cả nhà nhé. Đặt đơn bình luận cho em mã số điện thoại. Rồi em đang mặc cho người mã số của em nó là mầm này size lớn nha nhở, size lớn ha, chờ em xíu. 1475 size 2XL, 1475 size 2XL cho em. Rồi giá của em nó ngày hôm nay là 99.000 luôn. Lên làm chấm bi đi em. Ok chế đẹp mình nha, để em lên chấm bi cho nha. Cái này là 115, chờ em xíu, chờ em xíu mấy chị yêu ơi, chờ em xíu nha. 115 giá là 99.000 cả nhà mình, chờ em xíu để em viết cái mạc cho mấy, cho mấy bạn lên soạn cho mình. Em đang mặc cho người mã số là 1475 cả nhà nha, 1475 cho size 2XL, 115 99k. Em đang mặc 1475 size 2XL cả nhà nha, 115 à đó. Rồi 99k, xuất sắc xuất sắc. Rồi tiếp tục em đang mặc cho người 1475 size 2XL các chị đẹp ơi, 2XL nha, eo 78 cho tới eo 85 giùm em. Chất cát thái
hai lớp khóa cái ẩn giật lại đằng sau lưng luôn. Rồi em sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Chị khách nào hồi bữa giờ mà mình kiếm size lớn sale rẻ thì đây em có cho cả nhà ha. Hôm nay thì em đang có rất là nhiều những cái mẫu lẻ size một chiếc cả nhà ơi. Sale cho cả nhà mình luôn. Rồi 99.000 đồng mã này chắc là bạn của em nói là dòng vải cát Thái nha. Vải đẹp, mềm, chất mát rồi em sale cho cả nhà mình luôn. Giá của em nói là 99.000 đồng một chiếc cuối cùng size 2XL, đặt đơn mình lận cho em mã số luôn. 1475 99k 2XL một cái cho cả nhà mình nha. Đặt đơn bình luận cho em mã 1475 2XL, một chiếc cuối cùng và duy nhất, một chiếc duy nhất và cuối cùng luôn. Đặt đơn bình luận cho em mã số luôn 1475 99.000, 1475 99.000 đồng size 2XL một chiếc. Ui da, ui rớt cái kẹp rồi, chấm xíu rồi nha ơi. Cái gì vậy trời? Rồi hậu đậu quá trời. 1475 99.000 cả nhà nha. Đặt đơn mình luận cho em mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng luôn. Rồi em cảm ơn chị Phạm Hồng Nga mới vô trên, xin một nút chấm tương tác và live stream dùm em nha. Thích mã váy nào cứ bình luận cho em lên chấm bi đúng không chứ yêu ơi. Dạ em lên chấm bi cho nha. Đầm này chất cát Thái cả nhà nha, vải đẹp mềm chất siêu mát luôn. Mã số em đó là 1475 1475, với số điện thoại cho em là được. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm cái đầm khác. Chấm bi em đang có mẫu này, em đang sale này chứ yêu ạ. Ủa nhưng mà chứ mình mang size gì ạ? Em quên nữa, chị đẹp mình mang size gì nè. Chấm bi hiện tại em đang có cho cả nhà mình size M, mẫu này với lại có một mẫu nữa size ML. Có mẫu này size M với lại một mẫu nữa là size ML ha. Rồi em đang mặc cho người mã số các em nói là 1578 1578, giá của em đó ngày hôm nay là 169.000 đồng. Đầm bi xòe 3 tầng cho cả nhà mình. Nền đen chấm bi màu trắng nha. 40kg cho tới 55kg E74, 40kg tới 55kg E74. Rồi mình đặt đơn cái mẫu váy này, mình luận cho em mã số đi ạ. À, đặt đơn mình luận cho em mã số cả nhà ơi. Mã số với số điện thoại cho là được em tư vấn và chờ hàng chờ size cho mấy chị em mình luôn nha. Nhanh tay dùm em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. À, rồi mẫu em đang mặc cho người mã số của em nói là 1578 55kg L74. Ok không chị ơi? Chị yêu ơi, chị chấm bi ơi, chị mặc vừa cái này không? Rồi chấm bi em có mẫu này nè, với cái mẫu á. Còn một mẫu em để đâu rồi ta? Chờ em xíu nha. Trời, em để em mất tiêu rồi. À đây nè, đây nè chị, cái phần cổ xoắn như vậy này chứ yêu ạ. À, đó đẹp ghê chưa, xuất sắc luôn. Mẫu nào cũng đẹp, mẫu nào cũng xinh. Cái này thì em còn hai size ML, chấm bi này em còn hai size ML, 40kg cho tới 57kg, L76 đổ về, L76 77 đổ về đó chị. Đầm này là von sọc, mã số của em đó là 1619 đây. Đó cái chấm bi này như vậy nè. Còn cái chấm bi em đang mặc trên người là chấm bi maxi. Cái em đang mặc trên người là chấm bi maxi nha, dáng siêu dài cho mấy chị mình luôn. Vải siêu đẹp luôn, chất là vải von nha cả nhà mình. Váy von may cả lộn 2 lớp cho cả nhà mình. Chân váy may 3 tầng dài như vậy, đây cao 1m65, đầm em mặc dài phủ luôn bắp chân của em nha. Dài gần tới cổ chân, trời ơi ta nói đẹp xuất sắc luôn á. Mình thích mã váy này, mình luận cho em mã số 1576 và số điện thoại. 1576 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng chờ size cho mấy chị mình luôn nha. Rồi nhanh tay dùm em. À chị thích cái 1619 đó hả chị Trang Hương? Cái 1619 là cái kia ha. Rồi em đang mặc vào 1578 cả nhà nha. 1578 giá là 169k. 1578 là 169k. Đặt đơn mình lộn cho em mã 1578 với số điện thoại. Rồi để em mặc cái chấm bi kia còn lại cho mình coi. À hôm nay đầm gấm em có mẫu sale 99.000 nha cả nhà ơi. Chị khách nào thích đầm gấm sale 99.000 đồng, em còn một mẫu, còn hai size, ủa còn hai cái nè. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẫu đầm chấm bi xoắn ngay vòng một rất là xinh luôn. Đây mẫu em đang mặc, mã số của em nói là 1619, 1619 nha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ xoắn cho cả nhà mình, tay lỡ vai bồng, có nhánh eo dáng nằm phơm xè chữ A. Ôi cái đầm này dễ thương lắm. Có 199.000 đồng thôi, em còn hai size M và L chứ đẹp nha. Đầm này trước vải của em nói là dòng vải von sọc cho cả nhà, mà em đứng gần nhà mình coi cái von sọc nè. Đẹp chưa? Tay em may một lớp, thân với chị lượng hai lớp, hai túi luôn. Mã số của em đó là 1619.
1619 với số điện thoại 2 size ML 40kg cho tới 57kg. Em 77 đổ về mặc đẹp cho em luôn nha. Đó, siêu dễ thương luôn đúng không cả nhà ơi. Cái đầm này em sẽ có cho cả nhà hình thêm một cái á, một cái màu này nữa, cái bông màu đỏ đỏ đây. Em có cho mình thêm cái bông màu đỏ đỏ như này nha. Đó, mặc thử áo màu đỏ treo phía sau ok chứ yêu mình luôn. Áo màu đỏ treo phía sau này á là đủ size em mới về. Cái đầm này dạ hội nha chị ha. Rồi, mẫu em đang mặc, mã số của em nó là 1619, giá 199.000 đồng. 1619, 199.000 đồng. Cổ xoắn vòng 1, xoắn xoắn ngay vòng cổ nè. 60kg mặc size mấy? Em bao nhiêu đó chứ đẹp ạ? Thường thường là mặc size XL đó chị. Thường thường là mặc size XL đó chị. Nhưng mà em không biết mình 60kg eo của mình bao nhiêu. Tại vì em 55kg mặc size M. Em mặc size S, size M. Không à, em 55kg mặc size S, size M đó chị. Quan trọng cái eo nha. Eo nhỏ thì mình mặc size nhỏ. 3 vòng cho em, 3 vòng cho em chứ đẹp nha. Đo kỹ giùm em 3 vòng. Và vòng mông thì thoải mái. Nói chung là phần mông thoải mái. Tại vì đa số là dáng xòe thì thoải mái. Có vòng 1, vòng 2 á, cả nhà đo kỹ kỹ giùm em để bên em dễ tư vấn ha. Thường là em mặc, nếu như là phần eo thì em mặc size S sẽ vừa. Nhưng mà ngực thì mặc size S nó bị chọc. Đó, cho nên em sẽ mặc size M, 55kg, mặc size M nha. Rồi, còn 60kg thì mình đo eo giùm em. Rồi bên em tư vấn kỹ kỹ hơn xíu nha. Chị thích màu màu vừa rồi. Màu vừa rồi. À, cái mẫu vừa rồi thì không có size của mình rồi. Mẫu vừa rồi chỉ 55kg, em 74 thôi. Rồi, mẫu hoa đỏ có size to không shop? Mẫu hoa đỏ có size ML. Mẫu hoa đỏ có size ML y chang cái chấm bi vậy đó chị. Y chang cái chấm bi em mới vừa mặc qua đó. Thì bông đỏ có ML thôi chứ đẹp. Bông đỏ có ML thôi. Rồi, tiếp tục. Đợt sau đi, mình chờ em đợt sau, đợt sau nữa đi. Có bông đỏ hay về em báo cho. Để coi đợt sau nữa có thì em báo cho nha. Đó, thích đỏ đỏ thì để đợt sau coi có không cả nhà nha. Rồi bây giờ em cất ở đâu đây? Đó, đỏ nè. Rồi để đợt sau có em báo cho. Còn bây giờ là em sắp về cái này. Sắp về cái này bông màu hồng hồng đỏ đỏ. Thích cái này không chị? Thích cái này không? Cái này cũng có vết sai này. Còn cái này là họa tiết màu đỏ. Cái này mày body. Body họa tiết màu đỏ nha. Cái này họa tiết san hô màu đỏ. Đó. Rồi còn cái bông đỏ này là 57kg eo 77, 60kg eo 77 men vừa đó. Rồi tiếp tục nha. Em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1676. 1676 cả nhà. Đầm này thiết kế sẽ là cổ chữ U, tay lỡ ôm eo dáng xòe dài. Trời ơi cái đầm này nó chất lượng lắm, dài thòn luôn á. Mà giá của em nó thì bằng những cái em đầm ngắn bình thường thôi à. 1676, 80kg eo 110. Có người 115 không em? Mẫu hoa đen có size L không shop? Có nha chị nha. Có chị. Mẫu hoa đen là cái nào chị? Cái nào chị là cái này hả? Đen có chiếc thơm màu đỏ này hả chị? Đen có chiếc thơm màu đỏ này thì có size ML đó chị. Thôi chị ha. Chị hỏi em cái hoa đen nào ta? Hay cái này? Cái này hoa nhí màu trắng đủ size. Cái này là đầm maxi hoa đủ size luôn. Đầm maxi hoa thì dễ thương đó chị mới về. Ngực 115, đợi để em coi cái mã này thử xem. 1676, đầm em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1676 nha. Đầm này là siêu co giãn luôn mấy chứ đẹp ạ. Đầm này đã eo được tới 100, ngực thì phải nhiều hơn rồi đấy chứ yêu ơi. Đầm này mình mang vừa nè, lấy cho em cái size 2XL nha. Co giãn nhiều cho cái mấy chứ yêu mình luôn. Trời ơi đẹp ghê chưa, co giãn siêu nhiều luôn ha. Đó, thì ở đây là vòng 1 của em là vòng 186, eo 68, rồi mông 93, 94. Đó, rồi thì em đang mặc cho người cái size M nè, cả nhà thấy đi. Đẹp, thoải mái, cả nhà ơi. Xuất sắc nha, em có phần bắp tay á. Màu đỏ trái thơm 60kg, eo 77 á, chị Huệ Phạm ơi. Eo 77 không, eo 77 thì vừa. Eo 77 thì vừa. Ship Hà Nội lâu không em, giá nhiêu, cổ rộng không em? Cổ bình thường á chị. Không rộng, không nhỏ. Nói chung chị khách nào mà mình quen mặc cái cổ này rồi á thì mình thấy nó bình thường à chị. Còn nếu như mà mình không quen thì mình sẽ thấy rộng nha. Không quen sẽ thấy rộng á. Nếu như mà không quen thì lấy cái này cho em đi. Không quen cổ rộng thì lấy cái này cho em đi. Cái màu đen kín cổ hơn.
349.000 đồng, rất là rẻ, chỉ có 349.000 đồng giá luôn. Thích mà kính cổng cao tường hơn lấy cái màu đen. Mã số của em đó là 1690, 349.000 đồng bớt đất luôn. Trời ơi, dài lắm. Cái màu đen này còn dài hơn cái em đang mặc nữa nghe. Đó, cái em đang mặc là dài có 120 à, còn cái này dài có 130 lận. Đầm em mặc nha cả nhà ơi, có nha chị nha, đầm em mặc có ngực 115. Eo thôi là đã 100 rồi chị. Eo hơn 100, em đo cho mình sơ sơ thôi, em 100 thôi. Rồi đặt đơn bình luận cho em nha. Cao 1m45, nặng 56kg, mặc size XL hoặc 2X đó chứ đẹp ạ. Quan trọng cái eo giùm em, đo eo giùm em đi mấy chú yêu ơi. Tại vì á cũng có chị 55-56kg, em 55kg em mặc size XM nè. Em mặc size M nè. Đó, nhưng mà cũng có chị khách 55kg mặc size L, XL cũng có nha. 349.000 đồng chị đẹp ạ. 349.000 đồng, mẫu em đang mặc cho người mã 1676. 1676 349.000 đồng. Rồi em không có nha chị Phạm Tâm nha. Em có một màu thôi. Cổ tròn em không có nha. Tại vì em quen mặc mấy cái cổ này rồi cả nhà ơi. Thật ra là cổ mà càng rộng thì em càng thích mặc, tại vì mặc nó thoải mái. Đi từ đặt từ 9 tháng 4. Ủa là sao? Cho anh xin số điện thoại đi chị. Chị ơi cho anh xin số điện thoại đi, hơi bị lâu rồi đó. Ủa sao kỳ vậy ta? Rồi, trời ơi chị ơi. Chị yêu mình chờ 3 ngày mà mình chưa nhận được hàng, 3 ngày 4 ngày mà mình chưa nhận được hàng là mình liên hệ với bên em liền. Liên hệ liền chứ đẹp ạ, hôm nay là hơi lâu rồi. Rồi, thì ngày 9 đúng không là 6 bữa rồi. 4 bữa, 3 4 bữa là mình liên hệ với bên em liền là được nha. Rồi, mẫu em đang mặc cho người 1676 coi nha, 349.000 đồng. 349.000 đồng, đặt đơn mình lượng cho em 1676 với xin hỏi 349.000 đồng. Đặt cái đầm em tặng cho mình cái phụ kiện, ngực bao la bát ngát luôn. Thoải mái luôn á. Mặc thoải mái cho em, hơi bị đẹp luôn nha mấy chế yêu nha. Xuất sắc lắm. Trời ơi, dáng dài luôn, xuất sắc không? Em cao 1m65, đầm này mặc dài tới mắt cá chân của em. Thích mặc dài để dài, không thích mặc dáng dài lên like. Màu này không có sáng chói như ở trên live stream nha mấy chế. Ở trên live là nó hơi chói rồi á. Cái màu này màu đỏ đậm mấy chị yêu ạ. À. Màu đỏ đậm chứ không phải là màu đỏ cam. Trên livestream nó hơi cháy cháy đúng không cả nhà ơi? Nó hơi sáng quá đó, nó hơi cam cam phải không? Màu này màu đỏ đậm nha, màu đẹp lắm, tươi mới đẹp, không có sợ là nó bị quá lạc đâu, không có sợ cái màu nó bị nhạt hay là nó bị chói quá đâu. Nói chung là đỏ đậm này ok á, mặc lên màu này nó sang. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Rồi, 1574 còn không em? 1574 là cái gì ta? Chờ em xíu em đang kiểm tra nha chứ đẹp nha. Em quên nó là cái gì rồi. Rồi, tiếp tục em lên thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã đầm này. 1572 sale rẻ, đẹp mà cổ hơi rộng. Cổ bình thường á chị Phạm Tâm ơi. Không có rộng đâu chị. Cổ bình thường à chị ơi. Rồi, tiếp tục cả nhà, em đang mặc cho người mã số 1572. Cổ rộng là mấy cái nào cổ rộng ta? Nói chung là cái cổ đó em mặc em thấy bình thường à. 1676 đâu rồi, chưa thấy hàng bị shop. 1676 là gì ta? À cái đó đó hả chị đẹp, mình mặc đặt size gì vậy chứ yêu ơi? Chứ yêu đặt size gì vậy chứ yêu ơi? Em bên em đang bị cháy hàng á, chứ mình chờ em được không? Tại vì chứ mình biết xong, thông cảm giùm em cái này. Mấy chứ yêu mình em chờ chị được lê. Mấy chứ yêu ơi, thông cảm giùm cái này em bị cháy hàng rồi. Tại vì á, tại vì em cái đầm này em mới về, em lên like á là nhiều chị đặt hàng quá, cái xong là em về trước cái cả nhà mình, em may được cái nào trước là em về trước một mớ cả nhà nha, bao nhiêu vải là em dồn vô em may hết đó. Thì nhiều chị đặt hàng quá, nhiều chị hối em quá, thì em có thành phẩm xong cái nào là em về trước cho mình 100-200 cái gì rồi, em đang bán hết rồi. Cả nhà chờ em xíu nha. Đó, chờ em 1-2 hôm nữa em gửi hàng cho cả nhà mình nha. Thông cảm giùm em, nó đang cháy hàng mấy chú yêu ơi. Nhưng mà vẫn sẽ có để gửi cho cả nhà mình cứ yên tâm nha. Đẹp lắm cả nhà. Trời ơi, đẹp dữ lắm. Xuất sắc nha, tặng luôn phụ kiện nè, cái vải nè. 350 mẫu này nha. Bởi vậy em mới bán rẻ cả nhà ơi. Cả nhà mình chờ đợi em lâu quá, em bán rẻ cho mình mã này luôn á. Ôi cái ren nó nổi nè, đẹp chưa? Đẹp lắm cả nhà ơi. Đẹp lắm, cái vải nó đẹp lắm. Rồi, 349.000 đồng nha. Đó, em biết thể nào cũng có chị hỏi mà.
chị nào nhận được rồi là chúc mừng luôn á, còn chị nào chưa nhận được mình chờ em nha. Đó, đang may cả nhà, đẹp đẹp mà cổ cổ bình thường á chị, cổ giống như mấy cái cổ á. Tại vì em mặc màu đỏ, em mặc màu đỏ chứ đẹp mình có cảm giác như là cái cổ rộng á, chứ cái cổ nó giống như cái này nè. Đâu rồi, em để nó đâu rồi? Cái cổ nó bình thường à chị. Cổ nó như cái này nè. Cái cổ nó như cái này nè chị. Nó không có rộng đâu. Nếu như mà em mặc màu đen hay màu xanh đen á thì cả nhà mình sẽ thấy là ừ, cái cổ này cũng bình thường ha. Còn tại vì em mặc cái này là cái màu đỏ. Cái màu đỏ đó chị. Đó. Cho nên mình thấy là cái cổ này nó rộng đó. Rồi màu đỏ đẹp quá, nhưng mà thích cổ tròn. Cổ tròn lấy cái này đi chị. Cổ tròn lấy cái này, cổ tròn nè. Cái này cũng đẹp nè. Đó, cổ tròn lấy cái này cho em nha. Cũng 350 tặng phụ kiện luôn. Cổ tròn lấy cái này cho em. Đó, xuất sắc không? Đổi gu đi chứ ơi. Mặc cổ u đi chị. Mặc u dây rồi mẹ ơi. Mặc cổ u đi chứ yêu ơi. Đó. Trời ơi, đẹp quá trời nè. Tại vì cái đầm này nó màu màu sáng á, cho nên cả nhà mình có cảm giác như là cái cổ nó rộng. Chứ thiệt, ôi trời ơi, chứ thiệt cái cổ nó bình thường cả nhà ơi. Hai cái này nó y chang nhau à. Y chang à. Không có khác gì hết trơn á. Để em mặc thử cái này lên cho mình coi cổ có rộng không. Rồi em đang mặc cho người mẹ. Số của em nó là 157299.000 cho size M. 157299.000 đồng. Rồi, tại gắn phụ kiện nó chạy xuống. Đúng rồi chị Đèn Đèn, 1572 ngày hôm nay sắp gắn như vậy đó, có cảm giác là nó bị dài ra vậy chị. Chứ cổ nó bình thường à, không có sao hết trơn á chị ơi. Rồi 99.000 nha, 1572 cho size M dùm em. Rồi size M này eo dưới 70 dùm em nha. Đâu để em coi cái này ta. 1572 cho size M. Đặt đơn bình luận cho em mã số 1572 với số hỏi 99.000 đồng nha. Chất gấm, gấm họa tiết cho cả nhà mình. Gấm họa tiết nha. Rồi. Ôi em cũng nhiều quá chứ bộ. Trời đất ơi, sao em được cái 80 được hay gì? Ủa cái này size L mà. Ủa cái này size L mà cũng rộng quá trời nữa chứ. Hai chiếc cả nhà, một chiếc M một chiếc L. Mẹ em lỡ nhập hai cái M rồi. Thôi em dưới 70 đây cả nhà ơi. Em dưới 70 đây, có cái này eo bảy mấy nè. Giờ bóp giùm em xíu nha. Rồi 99.000 đồng, mã số 1572, 99.000 đồng. Đặt đơn bình luận cho em mã 1572 với số điện thoại. 1572 với số điện thoại chất gấm nha. 99.000 đồng hai cái. Một cái M, một cái L. Có chị khách nào đặt luôn không cả nhà ơi? Em nhập vô hai cái M mất rồi. Em nhập vô hai cái M mất rồi cả nhà. Hết mã rồi. Em bất lực quá cả nhà. Hết mẻ rồi cả nhà ơi. Rồi chốt đơn dùm em nha. Đó em nhập vô là M luôn cả nhà nha. Cứ chốt đi nha. Một cái eo 70, một cái eo 75. Đó đồng giá luôn, 99.000 đồng, xuất sắc. Rồi để em lên cái ren xanh cho mình coi. Đó. Em nói shop sao được chị, hết vải rồi sao được. Được lại về rồi, eo 77. Rồi, 1572 đó eo bao nhiêu em? Eo lớn đó chị, eo 80. Eo 80 nhưng mà em nhập vô cái size M rồi. Ha, em nhập vô cái size M rồi, giờ sao? Giờ sao giờ ta? Nhập một cái hả? Bảo các bạn nhập một cái hả? Chờ em xíu nha. Để em báo các bạn nha. 1572 1M 1L 99k. Rồi em báo các bạn 1M1L cho mình ha. 1M1L, xanh L, eo 80. Ok, để em thay thêm cho mình mã khác. Chờ em xíu. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã đầm khác nha. Ôi da trời đất ơi, khang tiếng mất rồi. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã số em là 1669. Ok, cổ đó em thấy bình thường mà. Mấy cái đẹp mình nói cổ rộng em buồn quá. Đây, cái cổ này với cổ đó y chang cả nhà ơi, nhưng mà em mặc lên cả nhà có cái cảm giác khác liền đúng không? Có cảm giác là cổ này nó không có bị rộng bằng đúng không? Tại màu xanh đen nó vậy á. Nè. Thấy không? Đâu có may về cổ tròn được đâu chị.
phải mà được là em mấy rồi, may rồi, vô hết trơn rồi. Giờ là chỉ cần là chờ tối nay và mai về là nợ đơn của cả trăm chị luôn á. Em về là em đi đơn liền nha, cả mình chờ em nha. Rồi em đang mặc chiếc quần mã số 1669, chờ em mấy chứ đẹp ơi. Rồi 1669 em còn size MLXL nè, đầm này 250. Trời ơi cái vải nó đẹp lắm luôn nha, ok chế nha. Cứ đặt đi, bên em tư vấn cho mình. Em thấy nhiều chị lên 1572 lắm. Mà chị Lê Hà ơi, không có cái này có cái khác hôm nay em sale nhiều lắm. Mấy cái đầm mà lẻ em có nhiều lắm, hôm nay nhiều. Rồi em đang mặc cho người mã số là 1669 nè. Đó, 250 thôi. Đầm này bình thường em bán là 350 ha. Bình thường em bán 350 bằng cái đầm dài đó. Đầm dài em về hơi lâu lắc xíu em sale rẻ 350 luôn. Đó, bù cho cả nhà mình chờ đợi em. Nhớ gán gán chờ em nha cả nhà ơi. Đó, thì em từng này em về em chốt đơn cho mấy chị yêu mình. Rồi còn cái đầm này. Đầm này là gì? 1669. Trời ơi, cái vải ren hơi bị đẹp luôn nha. Về nhà dở ra cái vải ren hơi bị đẹp luôn cả nhà ơi. 250 mã này dùng em. Chất ren rất đẹp luôn, màu xanh đen nha. Màu này thì quá dễ mặc. Da trắng và ngâm mặc được hết. Dáng người của mình gầy hơn bên trời mà chị là ok chưa? Hôm nay không cả nhà ơi. Xuất sắc liền, quá là đẹp luôn. 249.000 đồng, 40kg cho tới 65kg, eo dưới 84, địa chỉ cũ. Rồi ok chị, để bên em tư vấn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em là 1669 nha. Mình đặt đơn bình luận cho em mã 1669 với xuyên hợi. Rồi tiếp tục cái này nè. Cái này là cái gì đây? Trời đất ơi, sao cái chân váy là size M và cái áo là size L là hàng sao đây? Làm sao đây trời. Rồi em bán cho cả nhà mình một cái bộ này là 99 xu. Rồi vô liền cả nhà ơi, vô liền. Trời ơi, ôi xuất sắc liền. Ôi cái áo này size L mà cái quần là size M là sao. Rồi em dưới 72 cho em mang vừa nha. Áo này cả nhà ơi đẹp không? Cái áo sơ mi chất cát thái, dễ thương lắm, cái áo này dễ thương lắm luôn nè. Một bộ cho mình. Rồi cái chân váy này ha. Trời ơi, quá đẹp chân váy lụa nha cả nhà ơi. Hơi bị đẹp luôn á cả nhà. Rồi thích thì em bây giờ chốt lên đơn liền cho em, tem mát còn đầy đủ nha. Có cái rụng mát cả nhà thông cảm giùm em nha. Rồi bây giờ cái này lấy mã gì được đây? Chờ em một tí. 111 đi. Rồi ok, 111 nha cả nhà, mã 111, 3 con số 1 cho em. Rồi giá của em là 99 xu. Cái chân váy, cái chân váy dài như vậy nè cả nhà. Cái chân váy dài vậy nè, phủ bắp chân dài nha. Rồi cái áo nè, cái áo này cả nhà ơi. Đó, cái áo dài tới nửa mông nha cả nhà ơi. Cao 1m65 dài tới nửa mông, thì cao 1m55 dài phủ mông giùm em. Rồi 111 giá 99 xu một bộ. Đặt đơn bình luận cho em mã 111 với xuyên thoại cho em là được luôn. Sale rẻ hôm nay, eo của em nó eo 74 dùng em. Eo 74 mang vừa, mã 111. Đặt đơn bình luận cho em mã số nha. Cái chân váy lụa thì biết rồi cả nhà, chân váy lụa là ok rồi. Đây đây nhìn cái bông dùm em, nhìn kỹ dùm em nha. Đẹp quá trời luôn á. Hoa hồng mà mấy cái đó hoa nó nhỏ xíu, dễ thương lắm cả nhà ơi. Hơi bị cưng luôn á. Mặc cái này lên nhìn trẻ nè cả nhà. Dễ thương lắm nha, dễ thương cực kỳ. 111, 99 xu cho size M, eo 74. Đặt đơn mình lộn tách lẻ cũng được cả nhà ơi. Mua về nhà phối với cái khác. Áo thì phối với quần, chân váy thì phối với áo khác. 111 cho thay gì quên mất rồi, size M, eo 74. 111, 3 con số 1. Đó. Ok, quá xuất sắc rồi, quá xuất sắc. Em còn cái chân váy này em không biết làm sao nữa cả nhà. Em còn một cái chân váy nữa, giá của em là 99 xu nha. Em còn cái chân váy này nữa nè, mẹ không biết lấy mã gì cho mấy chế yêu mình nữa. Còn cái chân váy này mấy chế đẹp ơi, chốt bộ đó. Chốt bộ nào, bình luận cho em mã số điện thoại. Chốt bộ nào, bình luận cho em mã số điện thoại giùm em nha. Rồi, không có ghi chốt bộ đó được đâu nha mấy chế nha. Ủa 111 cha vậy em. Rồi, để bên em gọi điện thoại chế ơi.
Tại vì các bạn chốt em không biết chứ. Thật sự. Đặt đơn bình luận cho em 111 với sáng gọi là được. Nè em còn cái chân váy không nè. Chân váy không này có chị nào lấy không? Chân váy không chị nào lấy em bán rẻ cho mình 50 cành. Mua một bộ là 99 ngàn thì mua cái chân váy là 50 cành. Ủa em để em kiếm cái áo chứ. Hình như là em phải có cái áo đâu đó mới được chứ. Chờ em xíu nha nha. Rồi có cái áo luôn. Rồi có cái áo luôn. Có cái áo luôn cả nhà ơi. Ui. Cái kia là cái áo bông. Rồi cái áo này áo chấm bi nha. Đó. Áo này là áo cũng vậy luôn. Cũng cát thái luôn. Đó. Dễ thương không? Cái áo hồi nãy mặc y chang vậy nè. Cái áo nãy mặc y chang vậy nè chị. Đó. Nhưng mà cái kia là cái bông. Còn cái này là cái chấm bi. Bắp tay to là mặc lên khỏi lo luôn. Dễ thương không? Dễ thương cả nhà. Ủa đây coi còn nút nút rồi Y Nguyên không? Y Nguyên nút đồ nghe cả nhà nha. Rồi. L74 luôn giùm em. Cái mã này phải lấy cái gì đây? Chờ em một xíu nha, chờ em một xíu. Chị nào mà bỏ lỡ cái like này uổng nè. Rồi ok la luôn 112 giùm em. 112 giùm em cả nhà ơi. 112 tem mát đầy đủ giùm em, 99 xu luôn. Tranh thủ cả nhà. Lâu lâu hôm nay mấy bạn kho, mấy bạn đem lên cho em, bạn kho đem lên cho em một bao đồ, mấy cái đồ lẻ lẻ còn á nhờ, còn hồi đầu là em sale size 2XL 2 chiếc rồi đó. Rồi 112 dùng em, 99 xu luôn cái áo, cái chân váy luôn, tem mát đầy đủ, chân váy lụa rồi áo nè, áo nè, dễ thương ha, đẹp quá trời luôn á, 99k dùng em, mặc liền cũng được, tách lẻ cũng được, mặc sao cũng được, coi như rất là đẹp luôn. Rồi 112 99k. Áo sơ mi bao nhiêu ạ? Áo sơ mi em mặc, em bán nguyên bộ mà chị, nguyên bộ chị cho mình chốt 99.000 đồng, em chốt nguyên bộ cho chị. Rồi chị nào tách lẻ không bán nha, em bán lỗ rồi. Cái có 50.000 à. Tính ra cái chân váy 50, cái áo 50. Trời chị đẹp, mình mua đồ si chưa có giá này, mua đồ si chưa có giá đồ mới luôn á. Cái chân váy nè, dài tới đây nè, dài hơn, dài hơn cái đầm em đang mặc nữa. Cái chân váy này nè, em để là ngang eo nè, chứ không có ăn gian xuống đây đâu, ngang eo nè, dài chưa. Rồi cái áo nãy em khoác lên nè, đẹp chưa. 112 99.000, L74 đẹp quá chủ đó. Mua đi mấy chị ơi, uổng nha, bỏ lỡ uổng. Nãy tưởng đâu còn cái chân váy không. Ôi trời đất ơi, còn cái chân váy không, thiệt luôn á trời. Cả nhà ơi, chờ em xíu, chờ em một xíu để em báo giá cho các bạn. 112 xem 99k. Ủa đâu mọc ra cái, ủa đâu vậy trời. Cả nhà ơi bình tĩnh, chờ em xíu, ở đâu còn cái chân váy nữa vậy trời. Đây rồi, chắc là em phải đi kiếm một cái áo nào đó thôi mấy chứ ơi. Ủa à đây đây, à có áo luôn, có áo luôn. Khoan chờ em xíu, chờ em chút nha, chờ em xíu. Này, có chị nào mua áo sơ mi không không ta? Chị ơi, hồi nãy chị khách nào hỏi áo sơ mi không, em có nè. Ôi là trời, có luôn mới ghê chứ, hay thiệt. Chờ em xíu nha. Rồi, chờ em chút bà nhà ơi. Chờ em chút nha, em đi gom áo sơ mi. Ủa sao vậy, sao em tới thui vậy? À cái này nó che hết 2x rồi, để em coi coi có nào 2x không. Không, em mờ không à. Rồi bây giờ nè, chị nào mua áo sơ mi đâu, vô đây em bán áo sơ mi nè. Có chị nào mua nguyên bộ không? Mua nguyên bộ em bán nguyên bộ. Mua nguyên bộ em bán nguyên bộ nha. Chân váy nè, nhưng mà mua nguyên bộ với cái áo nào mới được? Mua nguyên bộ với cái áo nào mới được cả nhà ơi. Che cái quần ở đây. Ủa che cái chân váy này đi. Bây giờ em có áo bông nè, một cái áo bông nữa nè. Không chị, à không có vừa, tại vì còn size M không à. Ổn quá trời, còn size lớn em lên cho. Hồi nãy em lên size lớn quá trời, không vô sớm. Rồi, họa tiết nè. Ê, cái này sáng nha, cái này sáng nha. Rồi, thêm cái này nữa. Cái này bông, đó, sáng không cả nhà ơi. Rồi chị nào hồi nãy chốt được cái 111, 112 nó có lấy thêm áo không? Em để cho mình cái áo 50.
49.000 đi. 49.000 đồng. Hai cái 99.000. Ủa hai cái là 98.000 chứ. Xuất sắc không chị ơi? Rồi có chị nào lấy bộ nào nữa không? Cái chân váy với áo nào? Ưu tiên cho chị nào chốt nguyên bộ, còn hai cái áo em bán rồi. Cái chân váy với cái áo, thích cái áo nào? Đây, cái áo bông bông này bông kem. Cái áo này là màu màu be, cái áo này màu be. Rồi, còn cái áo này. Trời ơi, chế Nguyễn Hồng Thanh. Chế giỡn hay là chế chế nói đùa hay nói giỡn hay chế? Chế Nguyễn Hồng Thanh nói đùa hay nói giỡn hay chế đẹp ơi. Thôi. Chế đẹp đi. Đi chỗ khác chơi đi chế. Rồi. Nhanh tay thì còn chậm tay thì hết mấy chế đẹp ha. Về nhà cho kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Rồi, tiếp tục. Mẫu em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1669 nha. Mình đặt đơn mua lượng cho em mã 1669 với số điện thoại cho em là được. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được. Em đang mặc cho người mã 1669. Chị nào lấy nguyên bộ thì comment lại cho em nha. Comment lại cho em. Một cái chân váy, ba cái áo này mình cứ lựa màu đi. Em ưu tiên cho mình nha. Rồi nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha cả nhà ơi. Rồi cái này là phá rồi. Thôi chứ em mình cứ comment thoải mái đi. Em coi như không thấy nha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã đầm khác. Bên nhà em là bán đầm cho cả nhà 5-7 năm nay rồi, cho nên là em không có còn biết. Hàng xấu mà chị mua 2 lần hả chị? Hàng xấu mà chị mua 2 lần hả chị? Thiệt hay giỡn hả chị? Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm cho mình mã khác nha. Mẫu em đang mặc cho người mã 1464. Theo cái kinh nghiệm mua hàng của em, hàng xấu là em sẽ không quay lại lần 2 đó chị ạ. Rồi chắc đồ với nhà em không hợp với chị nha. Rồi tiếp tục nè cả nhà ơi, 1464 em sale là 129.000 đồng, size XL, chút chiếc phong chị nha. 56kg eo 83, chắc lấy cái này vừa nè chị. 1464. Rồi tính ra là lâu rồi cả nhà. Tính là cũng hơi lâu lắm rồi đó, là em mới thấy được một cái comment như vậy luôn cả nhà ơi. Cũng vui. Cũng hay ho. 1464. Rồi đầm này em còn size XL. Chị ơi eo 83 được nè. Đầm này sẽ từ eo 77 cho tới eo 83. Eo 76, 77 cho tới eo 83 dùm em, giá là 129.000 nha. Cho size XL. Mã số của em nói là 1464. 129.000. Rồi 129.000 đồng. Mình nha. Phá đó chị ơi. Phá đó chị. Ai mà mua một lần mà xấu mà còn quay lại mua nữa. Mua một lần xấu là chạy mất dép rồi. chạy bỏ dép luôn. Rồi em đang mặc trên người mã 1464 nha. Rồi xuất sắc cả nhà ơi. Đẹp quá trời quá đất nha. Rồi nhanh tay đặt hàng. À, đầm tắt ta còn không em? Đầm tắt ta em hết rồi. Bữa em còn 5 váy hết trơn rồi chứ ơi. Chứ em mình vô trễ quá. Để em coi còn cái nào, chờ em xíu nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tắt ta. Còn cái nào không ta? Em còn cái này nè chị. Em còn cái này nè chị, chị lấy cái này không? Nhờ cái này vải cứng nha. Cái này vải cứng nha, 169 chị nhận hàng rồi, đẹp em. Em cảm ơn chị đẹp mình ạ. À. Rồi, rất là đẹp luôn rồi nha ơi. Đầm này vải dày nha. Trời, cái tách ta bữa chị không đặt đơn, nó hết trơn rồi. Không còn cái nào luôn. Giờ em phải làm sao đây? Đó, chứ mình đặt hàng nhanh nhanh là được rồi, thấy không? Hết trơn luôn. Hàng rẻ đẹp. Em cảm ơn chị Nguyễn Minh nha. Không, tại lâu lâu vậy á chị ơi, em không hiểu nổi nữa. Em không hiểu nổi nữa chị. Kệ luôn, em kệ luôn. Rồi. Em cảm ơn cả nhà mình nha. Nè chị, còn cái này nè chị lấy không chị? Nhưng mà vải này bị cứng, nó không phải là tắp ta mà nó là vải gì đó, em cũng không biết nữa. Rồi. Hay để mai đi, để mai em nhập cho em bán cho chị. Size M đó chị. Size M đó chị yêu ạ. À. Nhưng mà vải này nó bị dày lắm. Ha, dày lắm. Để có gì mai em nhập vô bán cho.
em đang mặc cho người mã hay là chị thích không? Chị thích thì chị lấy luôn, em bán liền cho chị luôn cũng được. Em đang mặc cho người mã 1464, 1464 eo 76 cho tới eo 83, eo 76 cho tới eo 83 cả nhà nha, chút chiếc phong. Váy mày kỳ lượng 2 lớp, thiết kế thêm 2 túi, khóa cái ống giọt lẹ nằm mặt sau lưng. Thích mã váy này của em thì mình đặt đơn phía dưới mã số 1464 với số điện thoại cho mà được, giá 129.000 đồng ha. Giá chỉ có là 129.000 đồng mã 1464. 129.000 đồng. Đó, xuất sắc cả nhà ha. Không tính ra cũng vui mấy chị đẹp ạ. À. Từ hồi mà chị Lan nghỉ tới giờ cũng mấy tháng rồi đó mà mới có một chị vô bình luận như vậy. Thấy cũng hay cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục em lên thêm cho mình mẹ khác nữa nha. Lên cái nào đây ta? Làm xe quá trời quá đất cả nhà ơi, tranh thủ giùm em tư vấn nè. Tiếp tục lên luôn cho cả nhà mình cái mã váy á, có kim tuyến đây nha, kim tuyến mà lên đây. Cái đầm này thì em mới vừa về hàng em trên thiện chứ trước gặp em Lan là nói lại liền. Rồi dạ em cảm ơn chị Nguyễn Hồng nha. Rồi Trinh còn làm không em? Chứ Trinh còn chứ đẹp ơi. Chứ Trinh còn nha. Rồi chị Lan này cả nhà mình chờ vài tháng nữa. Rồi tiếp tục nha cả nhà ơi. Còn mấy chị yêu ơi, mấy chị mình có thích mẫu mới không? Hay là mấy chị mình coi mẫu cũ quen rồi. 1666 em xem cho mình nè, 249 cành nè. Chốt đơn cái mã này coi giãn nhiều nha. Coi giãn bao la bát ngát luôn đó. Mà để em coi còn size lớn không. Còn size lớn là 80kg nha. 1666. Tại hôm nay tâm trạng em vui á mấy chế. Tâm trạng em vui cho nên là hoan hỷ, ai nói gì cũng được, ai làm gì cũng được hết trơn á. Với lại mấy chị đẹp mình đã coi like của em đó giờ rồi, là cả nhà mình đã săn sale, cả nhà mình cũng đã biết cái chất lượng rồi. Cho nên em cũng không có mất thời gian để đôi co làm chi hết á. À có nha chị Trúc Hình nha. Rồi vài bữa nó chứ trên live giờ á chị. Em đang mặc trên người mẹ số em đó là 1666 nha. 1666 mấy chị đẹp ơi. Rồi cái đồng này giá của em đó sẽ là 249.000 đồng. Ghèo thì cỡ nói hiền nhất nhà. Em cảm ơn chị Lan Trần nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mẹ số em đó là 1666 cả nhà ơi. Rất là xinh luôn. Giá của em đó sẽ là 249. Đồng này 50kg cho tới là 80kg. Em siêu co giãn luôn á. Co giãn lắm. Đầm này về nhà dở ra không có sợ bị nhăn lắm đâu. Mặc được liền luôn á. Ồ cái chất rất là đẹp luôn. Vải xịn sò cho mình yên tâm là không có sợ bị ngứa ngáy khó chịu gì hết trơn luôn. 250 mã này. Cái này em có hơi bóp eo nhẹ rồi đó cả nhà. Chị khách nào mà mình thích mặc hơi mà cong eo như em như nè, thì mình về nhà mình bóp nhẹ hai cái phần eo. Cái này em tự may á cả nhà. Tự may vô ngay đây nè. Đó, bóp nhẹ vô cái phần eo chứ lúc em gửi về nhà là nó suông vậy nha. Em gửi về là nó suông vậy nha. Thích ôm eo thì bóp eo vô cho em. Rồi mã số của em nói là 1666, giá là 249.000 đồng. Hai lớp thiết kế thêm hai túi, khóa cái ống giọt lẹ nằm đằng sau lưng nha. Thích mẫu đồng này thì bình luận cho em phía dưới mã số 1666 với số điện thoại cho em là được ha. K65 đầm em mặc dài phủ bắp chân như thế này luôn. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Lên mã nào đây cả nhà? Ủa, không em lên cái kia cả nhà đặt hết chưa ta? 1312 không biết cả nhà đặt hết chưa nữa. Ôi quay quá trời. Ủa còn là sao ta? À chị ơi, cái chị gì hồi nãy á. Chị gì hồi nãy ơi, chị mà chiên săn sale đó, chị mới nhận đầm này đẹp lắm. Em cảm ơn chị yêu mình 249 ngày nào chị Lê nhận đầm này mình bình luận cái giá tiền vô cho em nha. 250 đầm này mới sale. Đầm này mới sale 250. À cả nhà ơi, mình thông cảm giùm em cái chi tiết này nha. Là em cắt bằng máy thì nó sẽ không nằm y chang vậy được. Có thể nằm chính giữa, có thể là cái chùm mẻ nằm bên này, nằm bên này, nằm trên này. Tại vì em cắt bằng máy đó thì họa tiết cũng đảm bảo như vậy luôn, chất vải cũng đảm bảo như vậy luôn, nhưng cái họa tiết ở nằm nhiều chỗ khác nhau nha. Tại em cắt bằng máy. Rồi em lên cái này còn hai chiếc nè, trời ơi nó rất là đẹp luôn á. Hôm qua ít chị săn sale, em xuống live sớm á cả nhà. Cả nhà mình săn, cả nhà mình vô coi với em nhiều, tương tác với em nhiều, em vô em like lâu lâu xíu, cả nhà mình tương tác hơi ít á, cho nên em xuống live sớm hôm qua. Cái đầm này hôm qua em sale là 99 xu nè. Rồi 99 xu cả nhà ơi. Chị khách là mình đặt đôi bình luận cho em mã nha. Mẫu em đang mặc mã số em là 1312. 1312 cả nhà ơi.
Giá của em đó ngày hôm nay là 99.000. Hai cái cuối cùng. Em có màu đen nữa nhưng màu đen chưa có sale được. Màu đen còn mấy chục chiếc cả nhà, hai ba chục gì đó. Rồi, hai chiếc cuối cùng và duy nhất luôn. Cổ tròn, tay lợ, cổ tay lê, ôm eo, dáng đầm phong, xòe dài. Còn hai chiếc cuối cùng. Rồi, chốt đơn cả nhà ơi, nhanh gọn lẹ. Hết hết hàng luôn nha. Xuất sắc, quá xuất sắc luôn. Mã số em nói là 1312, 99.000. Xe M chứ đẹp ạ. Xe ML74 mang vừa không nè. Xe ML7 mấy ra. Chờ em xíu, chờ em xíu. E74 á chị, 55 kg E74 nha. 55 kg E74. Em ở đây 55 kg, em dưới 70 nè. Đẹp không? Chốt một cái đó nha em, để chút chốt thêm gửi luôn. Ủa, hôm qua chị chốt rồi á chị, sao em thấy trên hệ thống còn y thinh ta? Sao thấy trên hệ thống còn y thinh chứ yêu ơi? Còn hai cái nguyên nè. Chứ mình kêu các bạn trừ đơn ra cho mình nha, trừ số lượng ra cho mình nha, em thấy còn y nguyên nè. Rồi 1312, 99.000, 99.000 đồng eo dưới 74 dùm em chứ đẹp ơi. Eo dưới 74 đặt đơn mình luận cho em mã số 1312 với số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Rồi giá của em ngày hôm nay rất là rẻ, chỉ có giá là 99.000. Đó, chứ thiệt ra là nó đồng giá với cái này nè, 150. Chị cái nào đặt màu đen em chốt cho mình 150 nha, 150 xuất sắc. Quá đẹp luôn. Đó, quá đẹp quá rẻ luôn, 1312 nha, xe M99K. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Là một hai cái em nhiều lắm quá nha ơi, bao la luôn mà em sợ cái nhưng mà mặc không vừa thôi. Đây nè, thêm một cái xe M. Ui, cái này xe S mất rồi cả nhà. Thêm cái này xe S cho cả nhà mình đây. Em đang mặc cho người, mã số của em đó là 1536, 1536 nha. Lên nút cái này là em lên cái size lớn nha cả nhà ơi. Em đang mặc mã 1536, đồng này xe S rồi, eo dưới 68 dùm em. Giá của nó sẽ là 99.000, 99.000 nha. Mã số là 1536, chất von hàng. Màu thì rất là xinh, hoa cũng đẹp nữa. Mà còn xe ớt thôi cả nhà ơi. Cái đầm này mà mang nhiều size 2XL một chút xíu ha. Trời ơi, hơi bị đẹp luôn á. Cái đầm này hơi bị đẹp luôn cả nhà, đơn giản thôi. Cái đầm này may đơn giản thôi mà lên hoa nó sang quá trời nè. Rồi mã số của em đó là 1536, 1536, giá của nó là 99.000. Mà đặt đơn bình luận cho em mã 1536 với số điện thoại size M cả nhà, nhưng mà eo dưới 68 à. Em nhỏ xíu à, 1536. Rồi 99.000. 99.000. Chị khách là mình đặt đơn mình luận ngay trên phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Nhanh tay thì còn hàng còn size nha mấy chị yêu ơi. Rồi mã số với số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nói là, ôi trời đất ơi, rồi mẫu em đang mặc trên người mã số em nó 1536, giá 99.000, 1536 giá 99.000 đồng. Ok, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm size lớn. Lần cái đầm này có size lớn này mấy chị yêu ạ. À, nhiều mẫu quá trời, đen kim tím bà lên lấp la lấp lánh đẹp không quá nhờ ơi. Ô, đó quá đẹp luôn ha. Đầm body này em đang sale cho cả nhà là 250 một váy, 72 kg đổ về cho em 250 một váy. Thôi em lên cho mình cái tông màu đỏ đỏ cho tươi tươi chút xíu. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Cả nhà đang xem like cho em xin một nút chấm tương tác bài like nhé. 157699K. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm cái mã đầm này, hoa màu đỏ đỏ một xíu, em còn hai size M và L. Lên nốt cái này em lên cái đầm có size XL cho cả nhà săn xe với em. À, có cái đầm kia size L nhưng mà form XL, coi nhãn siêu nhiều luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1620. Mẫu em đang mặc mã 1620. Rồi giá là 199.000 đồng. 1620 giá 199.000 đồng. Cổ chéo, tay lỡ, vai bồng, ôm eo, dáng đầm phong xòe. Chất von hàng cả nhà nha, xinh lắm luôn nha. Rồi 40 kg cho tới 57 kg, eo 77 đổ về cho em. Size ML 40 kg cho tới 57 kg, eo 77 đổ về. Dễ thương quá trời, chất von hàng cả nhà ơi. 199.000 đồng.
199.000 mã 1620. 1620. 199.000. Rồi cả nhà đặt đơn bình luận ngay trên phía dưới mã số 1620 với số điện thoại cho bà được em tư vấn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1620 cả nhà nha. Giá 199.000 đồng. Hai lớp, hai túi, dáng xòe xòe, che bụng tốt cả nhà nha. Mã số em nói là 1620 giá 199. 1620 giá 199. Em lên cái đầm nào có size lớn lớn nha cả nhà nha. Thích mẫu váy nào bình luận ngay cho em mã số xíu lại cả nhà ha. Rồi đây, lên cái mẻ nào. A body luôn đó chứ. Đây body này em còn size lớn nè. Xuất sắc luôn. Để em lên cái này đi. Cái này mấy nay chưa mặc. Mấy nay chưa có mặc tại bị tăng cân á mấy chế. Hôm nay em xuống 1 kg rồi nha. Rồi. Xăng nằm 99k chị Tuyết Vân. Ok chế, chờ em xíu. Rồi em lên cái này đi. Em lên cái body này đi mấy chế yêu ơi. Mấy nay là không có dám mặc. Tại bị gì đây, em bị tăng cân. Em tăng một lúc mà 3 kg luôn mà. Rồi hôm nay em ốm ốm. Cả giờ thấy em ốm ốm đi bớt không. Em ốm ốm đi 1 kg rồi đó. Rồi hôm nay là mặt thoải mái nha. Đó. Ôi cổ, cổ thuyền nha mấy chú yêu nha. Rồi cái phần hông nè nó đổ đổ xuống như vậy nè. Chỉnh đổ phòng xuống như vậy nha. Để em gian cái vòng bụng của mình. Đó rồi. Đó ok ok. Đẹp không cả nhà ơi? Nó bị cái áo của em. Cái mã này là 1657 cả nhà ha. Em đang mặc mã 1657 nha. Chất len nhũ không có sợ bị ngứa nha cả nhà ơi. 1657 cả nhà mình chờ em một xíu nha. 1657 hiện tại em còn cho cả nhà 2 size XL và 2XL. Em sale cho cả nhà mẫu này 250 luôn. XL với size 2XL, em xem mẫu này cho cả nhà mình 250 luôn, đổ phòng nè. Đó, chỉnh độ đổ như vậy cho em. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1657 giá 249.000 đồng. Chất len nhũ cho cả nhà mình nè, mềm lắm. Chất êm ha, tông màu xám lông chuột cho cả nhà mình. Mã số của em đó là 1657. Mình đặt đơn bình luận ngay cho em mã 1657 với số điện thoại cho bà được em tư vấn và chờ hàng chờ size cho mấy chị em mình luôn. Giá là 249.000 đồng. Đầm này coi giãn nhiều cực kỳ. Rồi đem báo size cho mình ha. XL với 2XL, L77 cho tới L100. L77 cho tới L100 giùm em mang vừa. Mã số của em nói là 1657 249.000 đồng. 1657 còn XL và 2XL giá 249 cành nha. Còn sẽ XL 2X cả nhà đặt đơn bình luận ngay trên phía dưới mã số với số điện thoại cho em là được. Rồi nhanh tay thì có đơn, chậm tay thì hết hàng liền cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã 1657 249 cành. Để làm 99k đúng không chứ yêu ơi. Rồi chờ em xíu để em lên cái đầm này. Ây da. Cái đầm này là nó size, nó size L mất rồi. 99 xu. Một chiếc cuối cùng và duy nhất luôn. Chờ em chút cả nhà nha, em vui bọc. Ủa đáng lấy ra là cái đầm này em cầm lên chứ. Thôi lỡ rồi để em mặc lên cho mình nha. Lỡ rồi để em mặc lên luôn. Tiếp tục cả nhà ơi. Đầm này chất von. Von này von hẹp. Von này von nổi. Cũng dễ thương lắm. Rồi xanh L E74. Xanh L E74. Bông hoa lá hẹ. Cả nhà có nhớ cái mẫu này em từng về rồi chưa? Dễ thương không? Xuất sắc lắm luôn nha. Rồi cái đầm này lấy mã gì được đây? Chờ em một tí nào. Rồi cái đầm này lấy mã gì đây? Rồi cái đầm này là em lỡ nhập size M nha. Nhưng mà em 74 nha mấy chế đẹp ha. Mã 113. 113. Mã 113 99k cho em. Còn một chiếc.
còn một chiếc nha, mã của em nó là 113 nha, 99K, L74. L74 99.000. Quá xuất sắc cả nhà ơi. Rồi đặt đơn bình luận cho em mã 113 với xí hợi chất von, von hạt như vậy nè, đó von nổi nha cả nhà ha. Xuất sắc quá, 113, 99K, bông hoa lá hẹ như vậy nè. Đó, tươi không cả nhà, dễ thương lắm. Ui có túi luôn nè. Đó, cưng không cả nhà ơi. Mã 113 xuất sắc, 99.000 đồng. Tiếp tục chuyển thêm nha cả nhà, cùng xem thêm mã khác có 1 chiếc rồi cả nhà ơi. Em quên có một chiếc là khỏi mặt, đỡ mất công mới chứ đẹp mình. L74. Rồi lên cái đầm xè đi. Đây nè, đây nè, có cái đầm xè này lạ lạ nè. Đây đây đây. Tiếp tục 1522. Đầm này nhiều nè mấy chế, cái đầm hồi nãy là có 1 cái à. Cái đầm nãy là có 1 cái à, cái đầm này nhiều hơn nè. 1522 nhá. Ok, 1522, 99K luôn. Hết XL rồi chứ Nguyễn Kim Trường. 2X, XL 2X em sale đầu like rồi. XL 2X em sale đầu like rồi. Ui da, trời đất ơi. Rồi, tiếp tục nha. Mẫu em đang mặc, để mai em kiếm nữa cho cả nhà ơi. Để mai em kiếm cái 1 chiếc, 2 chiếc vậy lên sale cho cả nhà mình ha. Em đang mặc chiếc người, mã số của em đó là 1522. Chắc là vậy rang họa tiết cho mấy chiếc đẹp mình ha. Phần tay may một lớp thân với chiều lượng 2 lớp, có khóa kéo phía sau lưng. Chị khách nào mình đặt đơn mình luận ngay cho em phía dưới mã số 1522 với xuyên thoại nhánh eo, dáng đầm phôn xòe tròn nè, cao mấy 65, đầm đây mặc dài đó bắp chung của em ha. Đó, đẹp ghê cho cả nhà ơi. Tông màu đen thì dễ mặc cực kỳ luôn. Mã số của em đó 1522, giá 99.000 đồng. Chị khách nào mình đặt đơn mình luận cho em mã 1522 và xuyên thoại 99.000 nha, ren họa tiết cho em 1522. Rồi chị đổi thay đầm gấm lúc nãy. Đổi được không chị Lê Hà? Các bạn có chốt cho chị chưa? Em thấy các bạn chốt cho chị nào đó mà. Em thấy các bạn chốt cho ai mất rồi. Đó. Tại nó có một cái à. Chị lấy hai cái đi chị. Đó. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người 1522. 1522 đặt đơn bình luận cho em mã 1522 với số điện thoại cho em mà được em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Chị đặt trước chị hàng kia mà em. Ủa là sao? Ồ. Trời, chế đẹp mình biết sao không? Em không thấy ngồi chút đơn. Cho nên là các chị đẹp mình đặt đơn á, em không có chốt ở đây được. Mấy bạn chốt đơn, mấy bạn ngồi ở văn phòng mấy bạn chốt đơn thì hệ thống nhảy đơn ai lên trước thì các bạn chốt trước, chứ không phải là ở đây mình thấy á, chị nhảy trước rồi các bạn chốt trước đâu chứ ơi. Trên hệ thống á chị, quan trọng là cái hệ thống nó nhảy tên ai trước thôi, chứ thiệt tình là em cũng không biết luôn chứ yêu ạ. À, cái này là không có tự chủ được. Rồi 1522 nha. 1522 cũng E74 luôn chứ đẹp ạ. À, E77 lấy cái khác, E77 để em lên cái khác cho nha. Rồi em đang mặc trên người mã 1522, E77 đúng không? E77, chờ một xíu. Rồi E77 có cái này nè, chờ một chút nha. Để em thay thêm cho mình mã khác. Kể là đặt đơn bình luận cho em phía dưới mạng số xin thoại 1522 thì form đẹp, rang đẹp đó. Nhưng mà E74 thôi à, chị nào mặc vừa thì cứ lên đơn. Còn E77 lấy cái này cho em. Cái này em cũng còn cho cả nhà mình 26 chiếc nè. Em sale rẻ luôn, tặng luôn cho cả nhà mình để mình dồn đơn ha. Cả nhà dồn đơn 595.000 đồng miễn phí cho hàng toàn quốc cả nhà ha. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1550. Chạy mình tranh thủ nha, cái đầm là 1-2 chiếc mà mình không có đơn. Rồi cái đầm nào mà mình mười mấy 20 chiếc đó, thì cả nhà cũng tranh thủ giùm em nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số 1550. 1550 giá 99.000 đồng cho size L, 1550 giá 99.000 đồng. Mình đặt đơn bình luận cho em mã 1550 với số điện thoại xả sạch kho luôn cả nhà ơi. Quá xuất sắc rồi.
Xin lỗi E78, xin lỗi E78 nha. Đặt đơn bình luận cho em mã 1550 với số điện thoại. Chị khách nào được các bạn nhắn tin thì chị đó được mã nha chị nha. Cái đó là mấy bạn nhắn tin, thật sự đây không biết luôn chế. Để công bằng thì mấy bạn nhắn tin. Chứ em mà chốt là em ấy lắm. Em mà chốt là không được đâu. Không được đâu mấy chị yêu ơi. Em ưu tiên cho mấy chị khách quen hết. Kỳ lắm, không được. Rồi mấy bạn chốt đơn. Cho nên em không biết, thiệt sự em không biết luôn. Em giới thiệu đây mà không kịp mà. Một mình em làm vừa kiểm hàng, vừa nhắn mã tùm lum hết trơn, không có kịp đây nè. 1550 chứ Thanh Tú 99.000 đồng. E70 cho tới E77 giùm em. E70 tới E77 giùm em nha, cho sen L. Đó, 99.000 đồng. Đặt đơn bình luận cho em mã 1550 với số điện thoại sen L đây mấy chị đẹp ơi. Chị nào sen L lên đơn cái này đi nè. 1550 99.000. Đặt đơn bình luận cho em mã 1550 với số điện thoại chất von. Có chấm bi kim tuyến nè, rồi cổ may cúp cắt vòng 1 nè, rồi có cái này đắp vô này. Hôm qua em lên cái mẫu này mà chất ren đúng không cả nhơi, em bán hết rồi đó, bán hết rồi đó. Cái đầm tắp ta cũng bán hết luôn đó. 5-7 chiếc là bán hết nhanh lắm cả nhơi. Cái đầm này còn 26 chiếc nè, lên đơn giùm em đi. Sen L 99.000 luôn, cao mấy 65, đầm để mặc dài tới bắp chân. Thích mặc dài để dài, không thích mặc dáng dài lên like nha, xuất sắc quá. Rồi mẫu em đang mặc, mã số em đó là 1550 với số điện thoại cho là được em tư vấn ha. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã đầm khác. Đầm đẹp thì nhiều nhưng mà ủa cái này là gì đây, da beo hay gì nè. Trời ơi, cái gì mà hoa lá hẹ quá đây. Mai mốt chắc có gì ở đây nè cả nhà ơi. Bèo 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 nhúng nhúng nè, dễ thương quá trời dễ thương luôn. Trời ơi sao mà xinh thế không biết. Rồi em lên cái máy này em sale rẻ đi. Sơ mi 2XL. Chị nào nãy giờ mà mình đang kiếm đầm size lớn sale rẻ thì đây, để em lên cái này luôn nha. Em đang mặc 1550 size L, L70 cho tới L77 nha. 50 cho tới 57kg, L70, 77, mã 1550, 99 xu. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác. Rồi đây, lên luôn cho mình cái mã váy này. Mẫu em đang mặc trên người, mã số em là 1461. 1461 cổ sơ mi, tay ngắn chân với xếp ly. Cái đầm này cái vải hơi bị chất lượng luôn á chị ạ. Vải chiếc phong nha, hơi bị chất lượng luôn ha. Ô là trời, còn XL 2 chiếc, còn là 2XL 150. Ok chị Nguyễn Minh vừa á chị. Mẫu em đang mặc trên người, mã số 1461, còn XL 2X cả nhà, 150 mã này dùm em. Đặt đơn bình luận cho em mã số 1461 và số điện thoại. Rồi L76 cho tới L85, L75 cho tới L85 đây cho dễ. 1461 149.000 XL và 2XL, màu trắng và có phối cho cả nhà mình. Những cái họa tiết rất là lạ luôn. Váy may hai lớp có hai cộng rong hai bên để mình buộc eo lại, thích buộc thì buộc lại, không thích buộc thì mình tháo ra cho em cũng được ha. Đó, rất là xinh luôn. Chúc chiếc phong cả nhà nha. Đầm này vải đẹp quá nè. Cái vải đẹp quá cả nhà ơi. Mã số của em đó là 1461 nha. Vải chiếc phong quá cả nhà. Vải đẹp nha, mềm, dễ tinh, chất mát. Về nhà giặt ủi lúc đầu em gửi về nhà đó. Giặt ủi một lần lúc đầu rồi mình mặc hoài luôn, không có sợ là nó bị nhăn vải đâu nha. Rồi, những cái xếp ly này nè thì nó sẽ nằm ở trên mặt vải, chứ em không có tạo độ phồng, cho nên khi mà mình diện lên thì không có sợ là bị béo bụng đâu ạ. Mã số của em đó là 1461. 1461 sắp tới em có về cái chữ này nè. Ô da, đừng rớt cái móc nha. Sắp tới em có về cái vải này nè. U là trời, cái vải sao mà nó đẹp thế không biết. Cái vải như vậy nè cả nhà, sắp tới em có về cái vải rồi, cái họa tiết này nè. Đẹp không cả nhà ơi? Xuất sắc. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn á. Rồi, 1461 nha cả nhà nha. 149.000 đồng, mình đặt đơn bình luận cho em mã 1461 với số điện thoại. Giá của em nó sẽ là 149, 149 còn sẽ là 2X. L75 cho tới L85 dùm em. L75 cho tới L85, 1461. Ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác nữa nha. Đây, lên cho cả nhà cái đầm dự tiệc đây. Mẫu em đang mặc trên người, mã số em đó là 1690. Đầm này em mặc bớt đất luôn á. Ô là trời, đẹp quá. Cả nhà ơi, em có nên mua cái này không? Sao mà nó dài mà nó đẹp dữ vậy ta.
dài lắm luôn nha. Em cao 1m65 nằm đây mặc dài chấm gót. Mang thêm đôi giày cao gót cũng không đáng kể đâu, nó vẫn dài. Mang thêm cái đôi giày cũng nó cũng vẫn dài luôn. Rồi em đứng dính tường cho cả nhà xem nè. Cao 1m65 nằm đây mặc dài chấm gót nha. Rồi thiết kế này sẽ là cổ tròn cho cả nhà mình. Cúc đóng ngọc trai, đóng lại hết. Đóng lại hết trơn luôn cho mình ha. Không có dán keo cho mình yên tâm, không có sợ bị bong tróc đâu. Cái vải này đẹp ghê cho cả nhà ơi. Đó, chứ là vải ren hoa cho cả nhà mình. Phần tay em mang một lớp, thân váy thì chắc chắn phải là hai lớp rồi đó. Rồi, hai túi luôn, dán siêu dài, đầm này siêu rẻ. 349.000 đồng, mã số của em đó là 1690. Rồi, cả nhà đặt đơn bình luận cho em mã số nha. 1690 với số điện thoại cho em là được 1690, giá của em nó sẽ là 349.000. 1690 giá 349.000 đồng nha. Rồi nhanh tay lên đơn chút thì giúp em tư vấn và chờ hàng 1690 giá 349.000 đồng cả nhà. Chứ là vậy ren, cả nhà cứ yên tâm, mềm lắm nha. Nhẹ, sờ lên mịn mát nè, co giãn nhẹ nhàng hai chiều luôn. Hai lớp thiết kế thêm hai túi khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng. Mã số của em đó là 1690. Rồi 40kg cho tới 70kg, eo 88 đổ về cho em mang đẹp. Eo 88 đổ về nha cả nhà ơi. Mã số của em đó là 1690. Em có cái đầm bẹt vai này cả nhà ơi. Rồi có đầm cổ chéo nè. Ui cái ren này là cái gì đây? Đây ha, 1614. Chờ em xíu cả nhà nhé. Tại mấy cái này đen đen quá em không thấy. Rồi để em đánh này xeo rẻ cho. Hơi bị đỉnh luôn, cái form hơi bị đẹp luôn á. Mấy cái đầm ren mà nhà em là cái nào lên form cũng đẹp hết cả nhà ơi. Rồi cái ren 1690 chị Đào đang kiếm một cái em đầm mặc đi chơi đi tiệc thì chốt liền cái này nha cả nhà ơi, cẩn thận kẹo hết nha. Tại vì cái mã mấy cái mã đầm mà dài á em may cho mình dán tiệc thì thường bán rất là chạy luôn. Cái màu đỏ đó cả nhà, em về trước cho cả nhà một lô đó. Bán sạch sạch xanh rồi. Bán hay là phải về cùng một đợt đó cả nhà ơi. Mà cố gắng về trước cho mình một lô đó hết sạch luôn. Tiếp tục nên luôn cho cả nhà cái mẫu này, mã số của em là 1614. 1614 cả nhà nha. Không, ngày mai phải mặc cái này đầu like mới được. Rồi. Rồi ok chị, em thấy rồi. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1614 đầm này riêng nè. Đây chị, cổ tròn, tay lỡ vai vòng, ôm em dán đầm phông xòe tròn. Dễ thương quá. Đầm này quá là xinh luôn á, cho cả nhà mình dùng đơn ha. 1614 sale đi. Sale tặng luôn cho cả nhà dùng đơn 129.000 đi, mã số là 1614. 129.000. Thôi, cái này ngày mai phải mặc đầu like mới được. Trời ơi, cái này đẹp nè. 16 chiếc, cái này đẹp nè cả nhà, 129. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tròn nha. Ren này ren họa tiết chiếc lá lượn 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 vậy nè. Tay nó bồng vậy nè. Dáng rất đẹp luôn, cái dáng này rất đẹp luôn. 40kg cho tới 55kg, em 74 cho size M. Mã số của em đó là 1614. Cả nhà đặt đơn bình luận cho em mã nha. 1614 với số điện thoại. 1614 với số điện thoại. Em 75 cả nhà, 55kg em 75 luôn. Giá của em đó ngày hôm nay là 129.000. Giá của em đó là 129.000 đồng. Cả nhà đặt đơn bình luận cho em mã số 1614 với số điện thoại 129.000 đồng. Có em 80 không? Em 80 em đang có mẫu khác. Em 80 để em lên cho mình cái mẫu khác em 80 đi ha. Còn cái mẫu váy này thì eo 75 thôi. 55kg eo 75 cho size M ha. Đầm này có độ co giãn cho cả nhà mình vừa phải. Co giãn nhiều thì đầm thun thì nó sẽ co giãn nhiều hơn. Hay là cái đầm màu đỏ đó co giãn nhiều á cả nhà. Cái màu đỏ đó vậy mà co giãn nhiều á. Rồi còn cái này co giãn xương xương. Co giãn vừa phải. Rất là xinh luôn. Đẹp hả chị ha. Cái đầm này form rất đẹp nha. Khỏi có kiếm được chơi không ra luôn á. Ren bên nhà em cả nhà thấy đó. Mỗi một màu là nó sẽ có một cái họa tiết khác nhau, không có cái họa tiết nào giống nhau cả. Rồi, cái này chị, eo 80 đúng không? Đây, lên cho mình cái mã này luôn, sale rẻ luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1522. 1522 dáng maxi dài cho mấy chiếc đẹp mình. Quá là xuất sắc, mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1. Quên, bậy bạ chứ 1622. Sai bị lộn mã quá ta ơi. Chết rồi. Rồi eo này eo 75 cho tới eo 84. 1622 eo 75 cho tới eo 84 cho size L. Rồi eo 75 cho tới eo 84 cho size L cả nhà ơi.
179.000 đồng. Đặt đơn bình luận cho em mã số 1622 với số điện thoại. Đầu này thiết kế sờ cổ sen cho mấy chiếc đẹp mình ha. Tay lỡ có nhánh eo phối nút cho mình luôn. Xin ơn chị, dễ thương lắm luôn á. Eo 75 cho tới eo 84, co giãn hơi bị đỉnh luôn nha. Chúc các nhật mua về. Cái đầm này em đang xem là 179, chứ đẹp mình mua đi chứ. Tại vì mai mốt em cũng sẽ có về đầm các nhật luôn. Vải của nó đẹp cho nên em cũng hay về lắm. Vải dời đẹp nha, để em test cho. Nè chị, đó, co giãn ghê chưa. Không nhăn nhầu, không chạy nhầu vải luôn nha. Đẹp lắm, 1622, 179.000 đồng. Đặt đơn mà lượng cho em mã 1622 với số điện thoại còn xe L mà nó co giãn nhiều lắm luôn á. Chứ là eo chưa co giãn là eo 75. Eo chưa co giãn eo 75. Eo co giãn rồi là eo 84 cho em. Co giãn hơi bị đỉnh luôn nha chứ ha. Một lớp hai túi dáng dài như vậy nè. Em cao 1m65. Đầm này em phủ hẳn cặp cả cái bắp chân em như vậy luôn. Thích mặt dài để dài, không thích mặt dáng dài lên là cắt ngắn được. Tùy theo thích của mình nha. Mã số của em nó là 1622. Rồi mẫu đầm này cũng là khép lại bài live stream tối ngày hôm nay của em rồi. Chị khách nào vào sau có thể coi lại bài live stream này, hoặc là mình có thể đón xem những bài live stream kế tiếp của bên em vào lúc 6:30 6:50 chiều tối hàng ngày nha. Ngày mai vô tiếp với em để mà mình cùng săn xe những cái mẫu đầm lẻ size nha. Ngày mai em kiếm lên tiếp cho cả nhà mình ạ. Bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ nha.